Những gì mong đợi nhất của vòng chung kết 7 người toàn quốc năm nay cuối cùng cũng đã đến. Và ngày hôm nay xin được kính chào tất cả quý vị của khán giả VTV Cup. Chúng ta sẽ cùng đến với loạt thi đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Trận đấu tranh giải và đặc biệt là trận đấu chung kết được diễn ra trên sân 2 giữa hai đại diện đến từ miền Nam và miền Bắc, Đạt Tín và LOC. Và đây là đội hình ra sân của Đạt Tín: thủ môn Đăng Thao, trung vệ Nam Nhóc, hậu vệ phải là Tuấn Vinh, hậu vệ trái là cầu thủ Trịnh Quang Vinh, Vinh Phúc San. Bộ đôi tiền vệ là Hạnh Ozin và Mai Tấn Vũ. Người chơi cao nhất là vua phá lưới của SBLF 4, Nguyễn Hồng Long, người có biệt danh là Long Củi. Còn đây là hình ra quần của đương kim vô địch HBLS 9. Vẫn là những tên vô cùng quen thuộc trong khung thành, vẫn là thủ môn Mạnh Dũng, hậu vệ Gia Từ. Các tiền vệ đó là Hiệp Châu và Dương Út. Hai cánh đó là Trung Nam Định, cả những cầu thủ xuất sắc nhất của các đội bóng đến từ những khu vực miền Nam cũng như là miền Bắc. Như vậy là hiệp một trận đấu bắt đầu. LC sẽ là đội ra bóng trước trong trang phục màu trắng. Vừa rồi thì anh Ozin đã gặp phải một sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Xuân Dương. Dương Út. Tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về LC. Một pha không chia bóng và xoay người dứt điểm rất nhanh của Thái Lem. Không, đó là Hiệp Châu, một trong những phát hiện thú vị nhất của giải đấu năm nay. Nguyên! Người đã cứu thua cho cầu thủ LC là Gia Tử. Một tình huống phối hợp đá phạt góc sở trường của cầu thủ Đạt Tín. Chúng ta hãy nhớ lại cách mà Hạnh Ozin đã đặt trái bóng vào đầu Hạnh Ba Lô trong tình huống nâng tỷ số lên 2-1 của Đạt Tín ở trận đấu bán kết. Vừa rồi là một pha bóng tương tự và người đã cắt mặt là Vũ Messi. Nhưng LC vẫn... Vì trong những thời điểm mà các cầu thủ Đạt Tín cần một sự khác biệt thì có lẽ đây cũng là điều cần thiết. Cú sút rất căng của Dương Út. Sút xa là một những vũ khí cực kỳ lợi hại của Dương Út. Đây là một cầu thủ sút tốt bằng cả hai chân. Tuyển thủ quốc gia chúng ta đang trực tiếp theo dõi luồng livestream này. Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho Đạt Tín và người ghi bàn là Long Củi. Một trong những cầu thủ tôi yêu thích nhất khi còn theo dõi Đạt Tín tại SBLS 4 mà ngày hôm nay lần đầu tiên anh lên tiếng tại sân chơi lớn nhất bóng đá 7 người của Việt Nam. Long Củi đã lên tiếng và giúp cho Đạt Tín dẫn trước 1-0 trước đại diện đến từ thủ đô LC. Phút thứ 16 của trận đấu rất sôi nổi. Bàn thắng này sẽ là chất xúc tác vô cùng quan trọng khiến cho trận đấu diễn ra hay hơn rất nhiều ở những phút tiếp theo. Và người tạo nên khoảnh khắc này vẫn là Hạnh Ozin với một cú đánh gót cực kỳ điêu nghệ. Nỗ lực của Gia Từ, nỗ lực của Dung Ngố là không đủ, bởi vì tình huống đánh gót của Hạnh Ozin đã làm bất ngờ tất cả. Sức ép liên tục của Đạt Tín về phía ông thành của LC rất hay. Quá hay. Dứt điểm. Bóng đã sượt đầu của Trung Nam Định, sẽ có bàn góc cho các cầu thủ Đạt Tín. Pha bóng vừa rồi có thể nói là Vũ Messi đã nhảy múa trước hàng phòng ngự của cao thủ EOC. Long Củi, Long Củi và Mai Tấn Vũ. Vũ Messi! Tình huống cứu thua tuyệt vời của thủ thành Mạnh Dũng. Ngay cả Vũ Messi cũng phải dành sự thán phục cho thủ môn năm nay đã 41 tuổi Nguyễn Mạnh Dũng. Mà chúng ta hãy nhìn cái cách Long Củi kiến tạo cho Vũ Messi trong bóng vừa rồi. Ta hay nói về Long Củi là đây là một cầu thủ chỉ có nhiều sức mạnh và thể lực. Nhưng pha bóng vừa rồi thì Long Củi chơi cực kỳ tinh tế với một pha chạm bóng. Chúng ta có thể thấy đây là một đường kiến tạo quá hay cho Mai Tấn Vũ. Thậm chí là nếu may mắn hơn mà không sự xuất sắc của Mạnh Dũng thì tỷ số 2-0. Coi! Vẫn là cầu thủ Đạt Tín. Tỷ số là 2-0 rồi. Lần này là Trịnh Quang Vinh, Vinh Phú San đã có một pha bóng quá tinh tế. Không hiểu điều gì đang xảy ra trên sân Đồng Hoàng Mai. Một trong những đội bóng quá xuất sắc như LC lại để thủng lưới hai bàn ngay trong hiệp 1, đây mới là phút thứ 26 thôi. Đạt Tín quá hay và quá xuất sắc. Và lúc này thì nhiều người có thể hiểu được là tại sao Đạt Tín lại hay như vậy tại FBLS 4. Chỉ có thể một sự giải thích, đó là Đạt Tín quá hay và họ đang thi đấu với một đấu pháp có thể nói là hoàn hảo. Chúng ta hãy hình dung lại pha bóng này, vẫn là một kịch bản quen thuộc giống như gì mà Đạt Tín đã thể hiện ở FBLS 4. Những đường truyền dài. Phút thứ 26 của trận đấu và tỷ số lúc này là 2-0 dành cho Đạt Tín. Vương Văn Thu. Vẫn là Vương Văn Thu. Thứ này. Tiếp tiếp là tình huống dứt điểm của Đức Quyết. Có vẻ như bóng đã chạm tay Tuấn Bình trong nỗ lực cản phá vừa rồi. Và cả Đức Quyết cũng đã được tung vào sân. Sự thay đổi ngay trong hiệp đầu tiên khi mà LC đã bị dẫn trước hai bàn. Ta cùng xem lại tình huống
lúng túng của Đặng Thảo và Mai Tấn Vũ. Và xử lý của Hiệp Châu. Đeo bám rất khó chịu của anh Ozin. Hiệp Châu! Bóng rơi cột dọc. Rất đáng tiếc và xử lý tuyệt vời của Hiệp Châu. Rất nhanh, đã là phút thứ 31 của trận đấu này rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý tuyệt vời. Thậm chí là những đường kiến tạo của Long Củi không thua kém. Dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn được còn 1-2 cho các cầu thủ LC. Đương nhiên, cái tên ghi bàn đó chính là Hiệp Châu. Hoan hô Hiệp Châu, hoan hô tinh thần của LC. Chúng ta rất cần những bàn thắng như thế này, rất cần những khoảnh khắc tỏa sáng và khẳng định của Hiệp Châu. Hiệp Châu đã cho thấy rằng vì sao anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của HPLS9 chứ không phải Tuấn Anh Junior. Một cầu thủ trưởng thành và biết tỏa sáng ở những thời điểm đội bóng cần anh nhất. Lần này thì Hiệp Châu đã không thiếu may mắn nữa rồi. Cú dứt điểm, cú ná Đại Bắc thực sự là tốc lọc lưới của Đặng Thảo. Quá đẹp đến từ Hiệp Châu. Rất hiếm khi trong trận đấu này thì hàng phòng ngự của Đạt Tín lại sơ sẩy đến vậy. Đây là một khoảnh khắc rất nhỏ khi Hạnh Ozin đã không thể theo kịp được Hiệp Châu. Và bàn thắng vẫn là Vương Văn Thu. Cánh phải có người. Rất hay. Minh Quang rất bình tĩnh. Nguyên quả tạt hơi cao so với đà bật nhảy của Hiệp Châu. Hiệp Châu mong đợi một tình huống căng ngang, nhưng đó là một đường truyền hơi mạnh của Minh Quang. Minh Quang có nhịp băng lên rất tốt, cũng rất bình tĩnh. Nhưng đây là một tình huống căng ngang nhiều hơn là một quả tạt. Một tốc độ khủng khiếp của một trận đấu sân 7. Cơ hội cho Đà Tín. Căng ngang. Tỷ số là 3-1. Đúng như những gì tôi đã nói, các cầu thủ LC dâng cao đội hình, nhưng họ cũng phải cẩn trọng với những pha phản công quá tốc độ của cao thủ Đà Tín. 3-1. 3-1. Thực sự như vậy, tốc độ trận đấu ở khoảng 3 phút vừa qua thực sự là quá cao. Và thực tế tôi chưa bao giờ được đọc một trận đấu nào có tốc độ lớn như thế này trên mặt trận sân 7 cả. Niềm vui của cao thủ Đạt Tín. Người ghi bàn đó là Trần Tuyền. Người kiến tạo đó là Hạnh Ba Lô. Những nhân tố vào thay người của cao thủ Đạt Tín trong hiệp thiếu thứ hai đã phát huy tác dụng. Yếu tố dẫn đến bàn thắng của Đạt Tín. Khả Thơ mất bóng nguy hiểm, lên bóng cho các thủ Đá Tín rất nhanh, sút xa, pha đổ người chính xác của Dũng Ngố, phạt góc cho Đá Tín. Tình huống đột phá, cắt bóng đột phá dứt điểm của Hiếu Qua Hako, tuyệt vời. Trần Tuyền nguy hiểm, tình huống đá phản lưới nhà của Sáng Percy. Lúc này thì có thể coi là mọi thứ được coi là chấm hết đối với các cầu thủ LC. Thời gian thi đấu chính thức còn nhiều, còn chỉ khoảng hơn 1 phút nữa thôi, nhưng cách biệt là 3 bàn rồi. Và với một đường chất lượng như Đạt Tín thì với cá nhân tôi lúc này không thể có 3 bàn thắng cho LC được nữa. Thực sự là một năm đáng quên của Sáng Percy. Cho dù anh đã có được một khởi đầu năm 2022 với rất nhiều niềm vui. Ở thời điểm này nếu được Tuấn Bèo, không được. Bóng vẫn đi trúng vào dọc sau nỗ lực cản phá của Đăng Thảo. VPL năm nay thì tôi sẽ chọn trung vệ bên phía câu lạc bộ Đạt Tín, đó là Nam Nhóc. Bọn Nam Nhóc hay Hạnh Ozin đều là những cái tên rất xứng đáng. Nhưng với tôi, Nam Nhóc chính là cầu thủ chơi hay nhất trong trận chung kết này, mặc dù anh là một trung vệ. Và dứt điểm của Sáng Percy. Chúng ta sẽ cùng đến với lễ bế mạc và lễ trao giải của giải đấu năm nay. Và đúng lúc này, tiếng còi kết thúc trận chung kết của VPL S3 cũng đã vang lên. Xin một lần nữa được chúc mừng tân vương của giải đấu, Đạt Tín, đại diện đến từ khu vực miền Nam,